Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 23 tháng 4 có những nội dung đáng chú ý. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch khu dân cư Nam Sân Bay thành phố Vũng Tàu. Một số loại hình kinh doanh vận tải khách công cộng ở Bà Rịa Vũng Tàu đã hoạt động trở lại. Chạy lại đó thì anh em cũng rất là phấn khởi vui mừng. Trong phần tin thế giới, WHO cảnh báo khủng hoảng COVID-19 sẽ kéo dài. Nhiều nước thận trọng trong dỡ bỏ giãn cách xã hội. Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường phối hợp về vấn đề Syria. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã chủ trì cuộc họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh nghe Sở Xây dựng báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam Sân Bay thành phố Vũng Tàu. Khu vực điều chỉnh tại khu đất cụm 3, phường 3 thành phố Vũng Tàu. Cùng dự có ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan. Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cụm nhà đất số 3 gồm khu đất của Trường Chính trị tỉnh, Hội trường tỉnh ủy, Đảng ủy khối kinh tế, Đảng ủy khối dân chính, trụ sở văn phòng tỉnh ủy, khu nhà ở công vụ, trường mầm non 20 tháng 10, hai thửa đất của hộ dân, đường hẻm hiện hữu. Theo chủ trương của tỉnh, khu đất cụm 3 sẽ được đầu tư xây dựng thành một thành phố giáo dục quốc tế. Để điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất, Sở Xây dựng đề xuất hai phương án. Phương án 1, phân chia khu đất thành hai khu A và B. Bỏ quy hoạch đoạn đường Phan Đăng Lưu xuyên qua khu A, bỏ quy hoạch đoạn đường phía sau trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu xuyên qua khu B. Phương án 2 là chia cụm nhà đất số 3 thành 3 khu A, khu B và khu C. Bỏ quy hoạch đoạn đường phía sau trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu xuyên qua khu B. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan rà soát, khảo sát lại cụ thể mục tiêu quy hoạch, mật độ dân cư, lưu lượng xe cộ qua lại. Sau đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, lựa chọn phương án thực hiện phù hợp. Việc thực hiện chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh vừa được Sở Xây dựng báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đề án được tỉnh phê duyệt từ năm 2010, thì ngân sách phải bố trí đầu tư xây dựng 5.000 căn nhà thuộc 16 dự án phát triển nhà ở cho xã hội. Nhưng đến nay, chỉ có 7 dự án với 1.423 căn hộ hoàn thành, tổng mức đầu tư khoảng 1.035 tỷ đồng, tương ứng 28% hạng mục của đề án. Đối với các dự án ngoài ngân sách, đến nay chỉ có 2 dự án hoàn thành với 176 căn hộ, đạt khoảng 4,4% hạng mục đề án. Trong khi đó, kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu năm 2020 và giai đoạn 2021 đến năm 2025 đặt mục tiêu xây dựng 6.900 căn. Tỷ lệ về phát triển nhà ở xã hội đạt rất thấp so với mục tiêu đề ra. Vì vậy, tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng báo cáo, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành và địa phương nhanh chóng rà soát lại các dự án chậm triển khai để có phương án tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ. Sở Xây dựng cũng phối hợp với các địa phương xác định lại nhu cầu thực tế về nhà ở xã hội để từ đó chọn vị trí, lập quy hoạch triển khai dự án, tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực nhà ở xã hội trên tinh thần công khai minh bạch. Tiếp tục chương trình thăm chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020. Sáng nay 23 tháng 4, đoàn lãnh đạo tỉnh đã đến các cơ sở tôn giáo, tỉnh xá Ngọc Phước, thành phố Bà Rịa, chùa Như Ý, huyện Châu Đức, tổ đình Đại Tòng Lâm, thiền tôn Phật Quang, thị xã Phú Mỹ. Đến thăm các cơ sở Phật giáo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc tín đồ Phật giáo đối với tiến trình phát triển của tỉnh, đánh giá cao các hoạt động từ thiện nhân đạo của các cơ sở Phật giáo thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh biểu dương tinh thần phòng chống dịch COVID-19 của các cơ sở Phật giáo trong thực hiện kiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Nhân dịp lễ Phật Đản Phật lịch 2564, Dương lịch 2020, lãnh đạo tỉnh chúc các vị chức sắc tăng ni Phật tử đón mùa lễ Phật Đản an lành, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Đại diện các chức sắc đạo Phật bày tỏ cảm ơn về sự quan tâm nhiều mặt của lãnh đạo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, vận động chức sắc tăng ni Phật tử của tỉnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện nhân đạo, góp phần xây dựng địa phương.
Chương trình thời sự tối sẽ được chuyển sang những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, trong quý 1 năm 2020, dù dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Trung Quốc và diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới, song hoạt động kinh doanh ở khu vực cái mép thị giải không mấy ảnh hưởng, sản lượng khai thác của cảng trong quý 1 vẫn gia tăng. Quý 1 năm 2020, sản lượng hàng thông qua khu vực cảng cái mép thị giải đạt 1.024.666 tiêu, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng thông qua của cảng TCIT tăng 22%, cảng TCTT tăng hơn 85%, CMIT tăng 4,7%, SSIT tăng đến 117,4%. Đây là kết quả rất ấn tượng trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức căng thẳng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về nhiều mặt trên toàn cầu. Nguyên do là các tuyến dịch vụ tại khu vực cái mép thị giải chủ yếu là đi tuyến châu Âu, Canada và nước Mỹ. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 4 đến nay, khi dịch bùng phát mạnh tại nước Mỹ và nhiều quốc gia châu Âu, hoạt động vận chuyển bằng đường biển ra toàn thế giới bắt đầu bị ảnh hưởng. Dự báo vào tháng 5, sự ảnh hưởng này sẽ thể hiện rõ nét hơn tại khu vực cảng nước sâu cái mép thị giải. Thưa quý vị, sáng nay 23 tháng 4 tại Bà Rịa Vũng Tàu, các phương tiện vận tải khách gồm taxi và xe buýt đã được phép hoạt động trở lại sau 21 ngày tạm dừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 16 về cách ly toàn xã hội. 3 tuần qua, hãng taxi Vinasun thuê bãi đậu xe của khách sạn Cao Su Vita cho gần 100 xe taxi nằm chờ ngày được phép hoạt động trở lại. Cho đến cuối giờ chiều hôm qua 22 tháng 4, văn bản cho phép một số phương tiện vận tải khách hoạt động trở lại mới được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành. Đây là cũng đã chuẩn bị trước rồi, là anh em là đăng ký, làm cái danh sách đăng ký lại để ghép tài cho nó đầy đủ để lên ca. Còn đợt ngày hôm nay là cái số anh em đang háo hức cả 3 tuần rồi. Do đó là anh em đã đăng ký trước mấy ngày nay rồi. Sáng sớm nay 23 tháng 4, Ban giám đốc hãng taxi Vinasun chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã có mặt cùng với lực lượng tài xế taxi, sắp xếp danh sách, chia ca, ghép tài. Các tài xế nhận bàn giao xe, sau đó tiến hành kiểm tra xe, vệ sinh xe và đón khách. Chạy lại đó thì anh em cũng rất là phấn khởi, vui mừng. Thì theo cái tình hình chung thì thấy khách thì nó cũng giảm đáng kể, cũng chưa có phát triển gì, chưa có được nhiều đó vậy. Dạ, cứ ra hoạt động đi. Cũng trong sáng nay 23 tháng 4, tuyến xe buýt số 4 từ Vũng Tàu đến Xuyên Mộc hoạt động trở lại sau 3 tuần tạm ngưng. Vui khi được quay trở lại công việc quen thuộc, nhiều tài xế còn rất vui vì cuộc sống đã trở lại bình thường. Điều này đồng nghĩa dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Mà biết được hoạt động mình trở lại là lúc là ngày hôm qua, là chiều ngày hôm qua là ngày 22 tháng 4. Và khi mà được hoạt động mình trở lại thì nói chung mình cũng rất vui mừng vì có công việc mình nghỉ nên nó được chạy lại đó. Dạ, cái lượng khách thì là chưa có mấy chị ạ, tại vì chắc thật là nhiều theo mọi người chưa biết đó. Không chỉ có các tài xế rộn ràng niềm vui, hành khách thường xuyên di chuyển bằng xe buýt cũng có niềm vui kép. Tại vì không có phương tiện để đi làm thì em cũng phải đi xe máy hoặc nhờ phương tiện khác thì nó cũng hơi bất tiện. Có phương tiện đi lại cho mình đỡ. Tại cuộc họp vào tối hôm qua 22 tháng 4, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý để vận tải hành khách liên tỉnh hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23 tháng 4. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu vẫn tiếp tục hạn chế vận chuyển hành khách và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, đến sáng 23 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải tiếp tục có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị cho phép các phương tiện vận tải khách liên tỉnh được hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 24 tháng 4. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, vào sáng mai, tất cả các tuyến vận tải khách liên tỉnh cũng được kết nối, kể cả các tuyến xe buýt liên tỉnh. Tuy nhiên, các phương tiện chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ và tối đa đến 50% theo biểu đồ chạy xe đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp về lây nhiễm dịch bệnh. Văn bản này cũng lưu ý, việc kết nối các tuyến vận tải khách liên tỉnh không được áp dụng đối với các địa phương có thông báo cụ thể
về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đường bộ trong thời gian dịch COVID-19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn tại địa phương đó. Liên quan đến dạy và học trực tuyến, không chỉ có vấn đề chọn phần mềm phù hợp chất lượng mà còn có một vấn đề đặt ra là làm sao để ngăn chặn những chương trình xâm nhập gây nhiễu, gây gián đoạn buổi học, làm sao để ngăn chặn những video clip xấu độc chen trong nội dung dữ liệu học tập của học sinh. Học trực tuyến, thanh thiếu niên lên mạng hàng ngày với tần suất dày hơn, làm sao cha mẹ, thầy cô giáo kiểm soát được các em nhỏ có tìm thấy hay vô tình nhìn thấy những nội dung xấu độc với các em. Mặc dù được các chuyên gia khuyến cáo về những lỗ hổng bảo mật, thế nhưng do tính tiện ích, phần mềm Zoom vẫn được trường Trung học cơ sở Phước Nguyên thành phố Bà Rịa áp dụng vào dạy và học trực tuyến. Để đảm bảo an toàn trong quá trình dạy và học, giáo viên nhà trường được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tập huấn các biện pháp bảo mật khi lên lớp trực tuyến như tạo phòng chờ, cài đặt và thường xuyên thay đổi password. Đội ngũ giáo viên của chúng tôi là phải yêu cầu phải cài đặt cái password. Ngoài ra phải cài đặt thêm cái phòng chờ để học sinh khi mà vào lớp á, thì giáo viên biết học sinh có phải thuộc diện trong cái lớp học mình mới cho vào. Còn nếu mà không phải thì không cho vào lớp. Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền cũng đã chủ động hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến, không được cung cấp mật khẩu mà lớp học cho thành viên ngoài lớp, đồng thời thường xuyên thay đổi mật khẩu để tránh bị kẻ xấu trà trộn vào lớp. Một tuần á nên đổi bát một lần, và cả trường hiện tại là các em đều làm trong cái việc là một tuần mình nên là đổi bát một lần, nên cái vụ mà vá rối rồi đó ở trường chưa có nghe phản hồi từ giáo viên điều đó, tại vì mình chủ động. Ngày 13 tháng 4, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp về tăng cường đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh sinh viên trong quá trình học tập qua Internet. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet, mạng xã hội an toàn và những quy định về an ninh mạng cho học sinh sinh viên. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho các trường về công tác đảm bảo an toàn trong việc dạy và học trực tuyến. Và đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa ghi nhận phản ánh nào lớp học trực tuyến bị kẻ xấu tấn công, lợi dụng để truyền đi những thông tin xấu, phản cảm. Để dạy trực tuyến, tất cả các phần mềm chúng ta phải cài đặt phần mềm chống virus và bảo đảm rằng phần mềm đó là được nâng cấp, cập nhật thường xuyên trên cái máy mà chúng ta dùng sử dụng. Cái thứ hai là khi cấp tài khoản cho học sinh, chúng ta phải cấp tài khoản qua cái hệ thống tin nhắn, ví dụ như là VNEDU, hoặc là chúng ta cấp trực tiếp cho phụ huynh để chúng ta tránh được cái việc là họ đánh cắp cái tài khoản. Từ trước đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục phổ thông chủ yếu ở trình chiếu trên lớp học, nên khi môi trường dạy học trực tuyến được khai thác tối đa như hiện nay, hẳn không tránh khỏi bỡ ngỡ, thiếu sót trong quá trình khai thác của giáo viên lẫn học sinh. Tập huấn các kỹ năng sử dụng phần mềm dạy và học trực tuyến cho cả giáo viên lẫn học sinh sinh viên rõ ràng là yêu cầu rất cấp bách hiện nay. Về phía các giáo viên và nhất là phụ huynh cũng phải tăng cường hơn quản lý, theo dõi, kiểm tra học sinh, con em mình hàng ngày. Nếu phát hiện những bất cập, nội dung tiêu cực trong quá trình dạy và học trực tuyến, tìm kiếm dữ liệu trong quá trình học tập, cần kịp thời thông tin đến lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục và cả công an để được hỗ trợ xử lý đúng mức, triệt để. Thưa quý vị, trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mức 2,6 triệu với hơn 184.000 người tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo cuộc khủng hoảng COVID-19 sẽ không sớm kết thúc bởi rất nhiều nước mới ở trong giai đoạn đầu của cuộc chiến chống dịch. Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khẳng định thế giới đang chứng kiến những xu hướng khác nhau ở những khu vực khác nhau hoặc thậm chí trong cùng khu vực. Mặc dù số ca nhiễm ở Tây Âu có vẻ ổn định và giảm xuống, song tại châu Phi, Trung Mỹ, Nam Mỹ và Đông Âu, tình hình lại đáng lo ngại. Đừng mắc sai lầm, chúng ta còn một chặng đường dài phía trước. Virus này sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài. Hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới,
với gần 850.000 ca nhiễm và hơn 47.600 ca tử vong. Sau Mỹ, châu Âu vẫn là điểm nóng của dịch COVID-19 hiện nay. Đáng chú ý, trong 23 giờ qua, Nga ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất châu Âu với hơn 5.200 ca. Cuộc chiến chống COVID-19 tại Trung Quốc và Hàn Quốc, hai quốc gia tâm dịch tại khu vực châu Á, đang tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực khi số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua vẫn duy trì ở mức thấp. Tại Trung Quốc, đại lục đã ghi nhận thêm 10 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca từ nước ngoài. Các ca trong nước ghi nhận ở tỉnh Hắc Long Giang và Quảng Đông. Không có ca tử vong hoặc nghi nhiễm nào được ghi nhận trong 24 giờ qua, trong đó có cả tỉnh Hồ Bắc, nơi bùng phát dịch hồi cuối năm ngoái. Tại Hàn Quốc, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 8 ca nhiễm mới, một nửa trong số đó là từ nước ngoài. Con số trên đánh dấu số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc giảm mạnh so với đỉnh điểm 909 ca nhiễm mới cuối tháng 2 vừa qua. Dù dịch COVID-19 đang có dấu hiệu hạ nhiệt tại một số khu vực trên thế giới, nhưng nhiều nước vẫn đang tỏ ra thận trọng trong việc quyết định dỡ bỏ các biện pháp cách ly hay hạn chế đi lại. Nguyên nhân là các nước này lo ngại nếu hành động quá hấp tấp, dịch sẽ nhanh chóng bùng phát trở lại và xóa tan mọi thành quả mà khó khăn lắm mới đạt được sau thời gian dài nỗ lực. Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe nhận định hiện nước này đang ở thời điểm then chốt để hướng tới mục tiêu dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 5. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, người dân Nhật Bản cần phải giảm 80% các cuộc tiếp xúc cá nhân và hạn chế đi lại trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Tại Indonesia, chính quyền thủ đô Jakarta tuyên bố sẽ gia hạn các biện pháp giãn cách xã hội thêm một tháng tới ngày 22 tháng 5, đồng thời kêu gọi người dân cầu nguyện tại nhà trong suốt tháng lễ Ramadan sắp tới nhằm ngăn ngừa dịch lan rộng. Chính phủ Ukraine cũng tuyên bố gia hạn các biện pháp phong tỏa các thành phố lớn đến ngày 11 tháng 5 và sẽ cân nhắc nới lỏng sau thời điểm này. Trong khi đó, chính phủ Nam Sudan quyết định chỉ gia hạn lệnh phong tỏa từng phần. Các trường học, địa điểm tôn giáo cũng như hoạt động kinh doanh không thiết yếu vẫn sẽ được đóng cửa tới khi có thông báo mới. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình tại Syria, tại cuộc họp trực tuyến ba bên, Ngoại trưởng ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ vừa nhấn mạnh, việc tham vấn và phối hợp giữa ba bên bảo trợ tiến trình Astana là cách thức hiệu quả nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Nga ông Sergey Lavrov cùng hai người đồng cấp Mohammad Javad Zarif của Iran và Mevlut Cavusoglu của Thổ Nhĩ Kỳ đã thảo luận hàng loạt vấn đề, trong đó có tình hình tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc Syria, Ủy ban Hiến pháp Syria, sự cần thiết của việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria và việc đưa người tị nạn về quốc gia Ả Rập này. Trong nội dung thảo luận, ba ngoại trưởng đều nhấn mạnh độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Syria cần phải được bảo đảm. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 23 tháng 4. Ở phía Bắc đang xuất hiện áp cao lạnh lục địa, khiến hình thái thời tiết gây nắng hoạt động yếu dần. Khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nắng nóng cũng tạm thời chấm dứt. Mức nhiệt cao nhất chỉ còn duy trì ở mức 32-34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ. Nắng nóng chấm dứt nhưng không khí vẫn khô hanh, độ ẩm thấp, nguy cơ cháy nổ vẫn đang ở mức cao, nên người dân vẫn cần lưu ý đề phòng. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm nay trời không mưa, ngày mai trời nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ thấp nhất 27 độ, nhiệt độ cao nhất 33 độ. Không khí lạnh tiếp tục được tăng cường mạnh hơn và khuếch tán sâu về vùng biển phía Nam. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có thể có gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, cường độ gió tăng nhẹ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Mai cấp 5 có lúc cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Tại Vũng Tàu ngày 24 tháng 4 năm 2020, mực nước cao nhất 365cm xuất hiện lúc 15 giờ, thấp nhất 145cm xuất hiện lúc 21 giờ.
Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.